những thành tựu giúp ông Biden vượt sóng chỉ trích. Năm 2022 dần khép lại với những tin tức tích cực dành cho Tổng thống Joe Biden, đẩy lùi những chỉ trích trong một năm nhiều khó khăn. Ngày 13 tháng 12, Tổng thống Joe Biden bước trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng với tâm trạng vui vẻ. Sáng hôm đó, dữ liệu lạm phát hàng tháng mới nhất cho thấy tốc độ tăng giá cả sinh hoạt đã giảm nhiệt nhanh hơn dự kiến. Vài giờ sau, với màn trình diễn True Color của ca sĩ Cyndi Lauper và được vây quanh bởi các thành viên lưỡng đảng, ông ký phê chuẩn luật bảo vệ hôn nhân đồng giới ở Mỹ. Đó là một chặng đường dài, nhưng chúng tôi đã hoàn thành đó. Tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, ông nói. 2022 được xem là một năm khó khăn đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Hàng loạt khó khăn bủa vây lãnh đạo Mỹ như xung đột Nga-Ukraine, lạm phát gia tăng, lục đục nội bộ Đảng Dân Chủ hay lo ngại về thất bại của Đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, 2022 đã dần khép lại với những thành tích đáng kể của ông Biden. Đảng Dân Chủ đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ, ngôi sao bóng rổ Mỹ Britney Griner được trả tự do sau thời gian bị giam ở Nga. Đồng thời chính phủ thông báo đầu tư hàng tỷ USD vào sản xuất chất bán dẫn ở bang Arizona. Kết quả này giúp ông Biden, người vừa bước sang tuổi 80, có được vị thế tốt hơn để quyết định có nên tái tranh cử Tổng thống năm 2024 hay không. Ông Biden dự kiến có thông báo chính thức về tương lai chính trị của mình vào đầu năm tới, trong khi những thành tích gần đây giúp đẩy lùi những lời kêu gọi không tái tranh cử từ một số thành viên dân chủ. Khi lo ngại đến vấn đề tuổi tác của ông, việc chính quyền Tổng thống Biden làm việc hiệu quả với Quốc hội là điều không thể phủ nhận, Tina Smith, thượng nghị sĩ dân chủ ở bang Minnesota, nói. Smith thêm rằng bà tin rằng bất kỳ tổng thống nào có thành tích tốt như ông Biden sẽ tái tranh cử và sẽ ủng hộ nếu ông làm điều đó. Ông ấy đã lãnh đạo đảng và ủng hộ những vấn đề dễ thu hút các cử tri trung lập hơn so với đảng Cộng Hòa. Joe Benenson, nhà thăm dò ý kiến của đảng Dân Chủ từng làm việc với cựu tổng thống Barack Obama, nói. Tỷ lệ ủng hộ của tổng thống Biden cũng được cải thiện trong những tháng gần đây dù vẫn còn khá thấp. Theo khảo sát của trang Real Clear Politics, 52% người Mỹ không tán thành những gì ông Biden làm trên cương vị tổng thống, trong khi 43% ủng hộ. Tỷ lệ này đã tốt hơn rất nhiều so với những cuộc khảo sát hồi tháng 7. Khảo sát của Reuters Ipsos khi đó cho thấy 36% người Mỹ ủng hộ ông Biden, trong khi 59% không tán thành hiệu suất làm việc của ông. Khảo sát của Đại học Quinnipiac thậm chí cho kết quả tệ hơn, khi chỉ có 33% người Mỹ ủng hộ ông Biden và 59% phản đối. Một trong những tin tức đáng khích lệ nhất đối với ông Biden trong những tháng gần đây là về kinh tế. Bên cạnh chỉ số giá tiêu dùng giảm, Mỹ ghi nhận số lượng việc làm tăng, làm giảm lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc suy thoái do Cục Dự trữ Liên bang Fed thắt chặt tiền tệ. Trong những dự báo kinh tế mới nhất công bố tháng này, Fed dự đoán tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và lãi suất sẽ cao hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, họ vẫn tin nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng dù với tốc độ chậm không 5% và sẽ tăng tốc trở lại vào năm 2024. Tin tức kinh tế tích cực cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng và các quyết sách là hợp lý, thượng nghị sĩ Smith nói. Về chính sách đối ngoại, ông Biden đã kết thúc năm 2022 bằng việc tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm, biểu tượng cho sự đoàn kết của phương Tây mà ông vun đắp nhằm ứng phó Nga. Dù điều này ít tác động tới chính trị trong nước, nó giúp củng cố niềm tin vào đội ngũ an ninh quốc gia của ông Biden sau cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan năm 2021. Ông Joe Biden lớn lên trong chiến tranh lạnh dưới thời của Harry Truman và những thành tựu giúp duy trì hòa bình trong nhiều năm, nhà sử học Alvin Felsenberg nói. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để khôi phục niềm tin của các đồng minh. Khi cân nhắc tái tranh cử năm 2024, ông Biden sẽ muốn tránh những kịch bản đáng lo ngại, trong đó có thách thức trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, điều có thể khiến ông không được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử như những gì từng xảy ra với một số tổng thống Mỹ trước đây. Nếu ông Biden không có ý định tranh cử, ông sẽ cần rút lui đủ sớm để cho phép những người kế nhiệm tiềm năng của Đảng Dân Chủ thực hiện các chiến dịch tranh cử thành công. Nhưng sau một năm đạt nhiều thành tựu về lập pháp và kinh tế giúp đẩy lùi sóng chỉ trích ở cả trong và ngoài đảng, Nhà Trắng tin rằng ông Biden đang nắm giữ lợi thế chính trị tốt nhất kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay, James Politi, nhà phân tích của FT, nhận định.